mỡ biến đi đâu khi chúng ta giảm cân? Có khi nào các bạn hỏi câu hỏi đó không? Hẳn câu trả lời sẽ khiến cho các bạn ngã ngửa khi các bạn biết rằng mỡ chúng ta thở ra khi giảm cân. Tôi, bác sĩ Đào Kim Ngân, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa, chuyên gia hàng đầu về trẻ hóa vùng kín, trẻ hóa da và giảm béo. Hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái kiến thức là khi các bạn giảm cân thì mỡ của chúng ta sẽ giải quyết được và được thải ra đường nào. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng mà khi mà chúng ta tập thể dục hay chúng ta ăn kiêng hay các bạn đi làm một cái liệu trình giảm béo thì điều gì sẽ xảy ra với cái lượng mỡ thừa trong cơ thể? Câu trả lời thường gặp nhất là mỡ sẽ được đốt cháy thành năng lượng. Hoặc là các bạn đi giảm cân, đến các cơ sở giảm cân thì chuyên viên sẽ giải thích cho các bạn rằng mỡ sẽ được thải qua đường tiểu hoặc là thải ra đường đại tiện. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về vấn đề thải mỡ và nó ra cái đường nào. Sau cái video này của tôi chia sẻ thì các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi biết sự thật rằng chúng ta giảm cân và chúng ta thở ra mỡ. Cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của chúng ta sẽ biến đi đâu khi chúng ta thực hiện chế độ giảm cân? Đó là một câu hỏi rất là hay. Quá trình giảm mỡ thì diễn ra như thế nào? Theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Chúng chỉ chuyển hóa từ cái dạng này sang dạng khác. Đây được coi là một cái quy luật áp dụng trong quá trình chúng ta giảm cân và đốt cháy cái lượng mỡ thừa từ trước đến nay. Tuy nhiên, trên thực tế, các tế bào chất béo trong cơ thể người thì không thể biến mất khi đã xuất hiện. Và đương nhiên, chúng ta không hề đốt cháy chúng. Chúng ta không đốt cháy mỡ như là chúng ta vẫn tưởng. Các chuyên gia thì cho biết rằng khi chúng ta ăn chất gluco và đường được phân tách từ carbohydrate sẽ trở thành nguồn nhiên liệu đầu tiên giúp duy trì hoạt động của cơ thể. Glucose sẽ dự trữ ở gan dưới dạng là glycogen và từ đó thì cái được đưa vào máu khi cần thiết để là dự trữ cho cơ thể chúng ta vận hành một cách liên tục và bình thường. Trong quá trình này thì máu sẽ đóng vai trò vận chuyển đến các nội nơi trong cơ thể. Tuy nhiên thì khi là cái glucogen nó cạn kiệt thì cơ thể chúng ta sẽ sử dụng đến chất béo. Thì lúc này thì hormone điều tiết lượng đường trong máu của chúng ta sẽ kích hoạt enzyme mang tên là lipase. Lipase sẽ kích thích các tế bào mỡ tạo nên các đại phân tử được gọi là triglyceride, là một chất béo trung tính. Triglyceride chính là cái lượng protein và chất béo dư thừa trong cơ thể mà chúng ta hay đi xét nghiệm á, thì chúng ta thấy rằng cái ngưỡng cái triglyceride cao thì để đánh giá rằng là chúng ta có bị mỡ máu, hay mình hay kêu là gọi là mỡ máu tăng cao hay không đó, thì chúng ta thử triglyceride. Vậy thì cái mô mỡ nó biến đi đâu? Khi cơ thể con người làm cách nào đó để loại bỏ cái năng lượng không cần thiết, nhà khoa học là Andrew Brown thuộc Đại học New South Wales, cái vị tâm thần học là Ruben Amiman giải đáp rằng là chúng ta sẽ thở ra mỡ khi mà chúng ta giảm béo. Cái lượng mỡ thừa sẽ đi qua đường thở, các bạn có tin không? Cơ chế của nó như sau. Các đại phân tử triglyceride á, thì nó cấu tạo chủ yếu bởi cái gì? Carbon, hydrogen và oxy. Chúng thì được lưu trữ trong các dạng lipid trong cái tế bào mỡ. Cái tế bào mỡ của chúng ta là gồm cái tế bào chứa một cái nhân rất là nhỏ, xung quanh là những cái giọt lipid và ngoài cùng là một cái lớp màng mỡ rất là mỏng. Trong quá trình giảm cân thì cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa các phân tử này, đưa vào máu các axit béo cần thiết để cơ thể sử dụng. Các axit béo sẽ dần được chuyển hóa thành nước và khí CO2. Trong đó nước sẽ được đưa qua đào thải qua đường hệ bài tiết, đường tiểu. Và cái CO2 thì sẽ được vận chuyển lên phổi và được trao đổi chất của phổi và thở ra. Nói cách khác là chúng ta đã thở ra mỡ trong quá trình đường vận động. Nếu mà khi mà chúng ta đi giảm cân thì các chuyên viên hay giải thích cho các bạn rằng các bạn sẽ được thải mỡ qua đường tiểu. Nhưng mà thật sự thì không phải là thận chúng ta không thể nào mà thanh lọc được những cái tế bào mỡ. Tại khi mà chúng ta mà thải mỡ qua đường tiểu thì cái màng lọc của thận không thế nào mà lọc những cái tế bào mỡ. Và nếu mà chúng ta thấy có mỡ xuất hiện trong nước tiểu, chứng tỏ là chúng ta có bệnh lý. Nên vấn đề mà cái quá trình thải mỡ qua đường tiểu là thực sự là không phải. Nên các bạn đừng hiểu rằng mỡ được thải ra đường tiểu, mà thực sự khi mà chúng ta giảm béo, người ta nói thải qua đường tiểu chứng thực sự là thải ra nước. Cái khí carbohydrate, tức là cái khí CO2 thì sẽ được là thở ra đường thở. Brown cũng nhận xét rằng
chúng ta luôn nhầm lẫn trong quá trình trao đổi chất trong giảm cân. Câu trả lời chính xác là hầu hết các khối lượng mất đi đều đi qua đường thở dưới dạng khí carbon dioxide. Chúng tan biến vào không khí. Đúng vậy, hầu hết các trọng lượng cơ thể mất đi thì đều phát tán vào không khí. Trong nghiên cứu mới nhất được đăng trên tờ nhật báo y học Anh Brown và Mimenhe đã đưa ra một số cái tính toán về lượng khí con người thải ra khi giảm cân như sau. Để giảm 10kg mỡ trong cơ thể thì mỗi người cần hít vào 29 kg khí COC, thải ra 28 kg khí carbon CO2 và 11 kg nước. Sau đó, hai nhà khoa học đã tiếp tục tính toán cái khối lượng năng lượng mà tích trữ trong 10kg chất béo này đã được thải ra với khí carbon và nước khi chúng ta giảm cân. Bằng cách là lần lại cái con đường đi của những cái nguyên tử đã ra khỏi cơ thể, họ đã tìm ra rằng là có đến 8,4kg đã được chuyển hóa thành cái khí CO2. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta cứ thở là sẽ giảm cân. Kết quả này cho thấy là phổi của chúng ta đóng vai trò chính trong quá trình giảm cân. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vào thở nhiều là chúng ta sẽ gầy đi. Các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là thở nhiều hơn cần thiết thì cũng có thể gây hại cho cơ thể. Khi mà mật độ hít thở vượt quá ngưỡng cần thiết của cái hệ thống ca trao đổi chất thì sẽ làm tăng cái thông khí, gây chóng mặt, gây đau ngực và thậm chí là có thể là ngất xỉu. Như vậy thì hai cái nhà khoa học gia này khuyên rằng các bạn mà khi các bạn tập thể dục hay là chơi thể thao để giảm cân thì chúng ta phải chú ý đến phần là cái việc là hít thở đều đặn. Tóm lại là nếu chúng ta muốn giảm cân thành công thì chúng ta cần phải áp dụng nhiều phương pháp, và cái quan trọng nhất là chế độ ăn. Thì chúng ta biết rằng cái chế độ ăn của chúng ta nó quyết định tới 70% trong quá trình giảm cân thành công hay không. Và còn những 30% còn lại thì nó mới phụ thuộc vào các bạn, việc các bạn là tập luyện thể dục thể thao, các bạn áp dụng một cái công nghệ nào đó để mà giảm cân. Thì trong nếu mà để ăn giảm cân an toàn thì chúng ta nên chú ý đến vấn đề chế độ ăn uống. Thì nếu các bạn quan tâm về vấn đề chế độ ăn uống trong giảm cân thì các bạn có thể xem tham khảo cái video của tôi về chế độ ăn giảm cân đơn giản tại nhà, các bạn có thể thực hiện được. Và nếu mà các bạn có thể tập luyện một môn thể dục thể thao nào đó trong kết hợp của giảm cân thì là tốt nhất. Và khi các bạn có một cái lượng cân nặng quá mức, các bạn cần can thiệp của một biện pháp công nghệ thì chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp sau đây. Có thể là các bạn sử dụng sản phẩm đường uống, có thể sử dụng đường tim, hoặc là chúng ta sử dụng các công nghệ như sử dụng máy để mà đánh tan mỡ, hoặc là chúng ta sử dụng laser, hoặc là thậm chí hiện nay người ta phát minh ra cái phương pháp là có thể ký chỉ để giảm mỡ. Nhưng mà đương nhiên những cái đó chỉ là phụ thôi. Quan trọng vẫn là cái chế độ ăn và chế độ luyện tập. Đó là một cái số kiến thức mới tôi muốn trao đổi cho các bạn để các bạn hiểu rõ về vấn đề mà các bạn muốn giảm cân. Nếu các bạn thấy rằng cái kiến thức tôi chia sẻ nó hay, nó hữu ích thì xin các bạn hãy like, hãy share và đăng ký kênh YouTube của tôi, kênh YouTube của bác sĩ Đào Kim Ngân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.